loại mái phổ biến nhất 2022? 1. Mái ngói. Mái ngói thường được ưu tiên lựa chọn bởi đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc của ngôi nhà thêm phần ấn tượng. Bên cạnh đó, mái ngói cũng có khả năng chống chịu tốt thời tiết khắc nghiệt như mưa bão, gió lớn hay hạn hán và có kết cấu rất chắc chắn, độ bền cao. 2. Mái bê tông dán ngói. Tương tự như mái ngói, mái bê tông dán ngói cũng được sử dụng nhiều trong công trình kiến trúc đẳng cấp như nhà phố, biệt thự bởi tuổi thọ của sản phẩm này lớn, dễ dàng vệ sinh và khả năng chống ồn, chống thấm rột và chống nóng cao. 3. Mái tôn. Mái tôn thường được sử dụng nhiều trong các thiết kế hiện đại như nhà cấp 4, nhà ống, nhà kho và nhà xưởng bởi giá thành sản phẩm rẻ, dễ tìm. Bên cạnh đó, các loại mái tôn thịt nhẹ và dễ lắp đặt, tháo dỡ, giúp cho thời gian thi công nhanh chóng hơn, tuổi thọ thường kéo dài từ 20 đến 30 năm. 4. Mái kính. Mái kính được đánh giá là một trong các loại mái nhà đẹp và được sử dụng thường xuyên phổ biến ở những công trình kiến trúc đòi hỏi sự hiện đại, sang trọng và tính thẩm mỹ cao như các nhà liền kề, nhà phố, quán cà phê, căn phòng. 5. Mái lợp bằng tấm nhựa trong suốt. Mái lợp bằng tấm nhựa trong suốt thường được sử dụng và để thi công nhanh chóng và có giá thành rẻ hơn mái kính nên thường được sử dụng trong các công trình như nhà kính trồng cây, giếng trời, nhà dân dụng, vòng ga xe buýt hay sân bóng. 6. Tấm lợp sinh thái. Tấm lợp sinh thái có nguồn gốc từ các loại hộp nhựa và được làm từ hỗn hợp nhôm nhựa với áp suất và nhiệt độ cao bởi ưu điểm thân thiện với môi trường. Loại máy này thường được sử dụng tại các công trình tiện ích như khu resort ven biển hay những nhà máy sản xuất nước đá, mạ hóa chất, nấu gang thép. Trên đây là những thông tin hữu ích tổng quan về các loại mái nhà đang được xây dựng phổ biến tại Việt Nam. Hy vọng khách hàng có thể lựa chọn ra mẫu mái nhà đẹp cho tổ ấm của mình. LK, chuyên gia nâng tầng cuộc sống.